Thần Phong Tử ngập ngừng cất tiếng. Ngươi là ai? Phải chăng tới đây để chơi trò bọ ngựa bắt ve sầu cùng ta? Đại hán kia lạnh lùng đáp. Kẻ quân tử không làm chuyện mờ ám. Ngươi đêm tối dọa ma dọa quỷ, bắt cóc thiếu nữ trước mặt Tiểu Mỗ, là tự đi tìm cái họa. Thần Phong Tử nói. Ý ngươi là muốn xen vào chuyện này? Được lắm, phải xem ngươi có bao nhiêu công lực. Đoạn người vọt đi như tên bắn, vung liền ba cước thật mạnh vào đại hán. Bộp, bộp, bộp. Ba cước ấy nối đuôi liên tiếp nhau, cách chưa đầy nửa cái chớp mắt. Đại hán thân hình hơi lay động, tay hữu giơ lên gạt, khẽ nghiêng một chút. Cước kình của Thần Phong Tử tác động vào, tuy mạnh đấy, nhưng đứng trước đại hán thật vô hại. Thần Phong Tử có vẻ chột dạ, nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài, làm cơn giận dữ trào lên thật mãnh liệt. Y quá to, lũ súc sinh kia dám cười mỗ ư? Để rồi xem, chờ ta giết tên thất phu này, rồi sẽ đến lượt các ngươi. Y chẳng nói chẳng rằng, người như một dải lụa băng thinh lên không trung. Lúc này ngọn cước của Thần Phong Tử lại tiếp tục xả xuống đầu đại hán, nhưng lợi hại hơn nhiều. Đôi chân y một cương một nhu, hữu thủ hóa thành trường kiếm, tả thủ hóa thành đơn đao, lúc bổ xuống, lúc phạt ngang, có lúc vừa bổ vừa phạt. Người y nhanh tới nỗi hóa thành một cơn gió cuộn tròn đại hán bên trong. Đám người bên ngoài nòm nhìn, chỉ thấy lá bay cát bắn, lờ mờ sắc trắng. Triều Ngạn Tân vốn đi lại giang hồ nhiều năm, cũng chưa thấy cao thủ nào tài nghệ tới mức này. Thế nhưng gã trông thấy đại hán còn kinh ngạc gấp bội. Đại hán thần thái uy dũng, hai tay thoăn thoắt, khi co khi duỗi, khi lại như một sợi thun, vuốt một cái là tan một kình của Thần Phong Tử. Thần Phong Tử bỗng rú lên một tiếng dài, hóa ra chân hữu của y đã bị đại hán chộp lấy rồi. Y hốt hoảng, bị đại hán xoay mấy vòng trên không trung. Thế nhưng Thần Phong Tử lâm nguy bất loạn, y lắc hông một cái, tiềm vận chân khí, chân tả hút đà, nhả ngay một cước vào nách đại hán. Đại hán giơ tay quá cao, tất nhiên để lộ sơ hở, địch nhân đánh vào đó, khó mà phòng bị. Đại hán phải nhả Thần Phong Tử ra mà thu tay về, cản lại ngọn cước kia. Đồng thời tay mặt vươn ra, lăng không một kình giữa ngực đối phương. Thần Phong Tử thoát khỏi khống chế, chưa kịp thở phào thì trúng ngay một đòn. Tuy y đã lạng đi một nhịp, nhưng người cũng lăn lông lốc xuống đất. Bụi đất tướm lên đầy quần áo, trông thật thảm hại. Lúc ấy Thần Phong Tử vỗ nhẹ tay, người bật dậy ngay lập tức. Y chăm chăm nhìn đại hán, rõ ràng vừa nãy y đã sơ ý. Nếu giờ tỷ đấu lại, tất không phạm phải sai lầm cũ, và chăng y cũng chưa bung hết thực lực. Nhưng tu vi đối phương quả thật cao hơn y quá xa, một đứa con gái không đáng cho y phải liều mạng. Y tiếp tục phẩy bụi quanh người, không nói gì hậm hực trốn mất tăm. Trong đêm tối loáng một cái, đã chẳng thấy bóng y đâu nữa. Đám người Triều Ngạn Tân chăm chú theo dõi cuộc đấu, coi đại hán chỉ dùng vài thức cầm nã trông rất cơ bản, hoàn toàn không có chi cao siêu, mà phá giải được sát cước của Thần Phong Tử. Ai nấy vừa kinh ngạc vừa khâm phục. Nhưng có một điều chúng không thể phủ nhận, thân thủ đại hán nhanh thật. Võ công duy khoái bất phá, phải nhanh bằng người mới phá được người. Tân có ý muốn biết danh tính, nhưng không dám cất lời. Đại hán bước tới gần Đoan Mặc Yến nói: "Tiểu cô nương, cô cần ta giúp gì không?" Mặc Yến co rúm người vội quát lên: "Ông là kẻ xấu, ông định giúp chúng bắt ta đúng không? Ta không tin đâu." Đại hán không nói gì, lặng lặng bước đi. Đại hán bước chục bước thì vung tay về sau quát: "Không được làm hại cô gái này." Đoạn phóng ra một chưởng, kình lực thốc ngược phá nát cổ thụ bên đường. Đám tân nhìn cây bị gãy đôi, sợ hãi quá, ai nấy sững sờ tái hết mặt.
Mạc Yến nhìn theo bóng dáng đại hán mở dần, thấy xung quanh mình toàn kẻ hồng hãn, kiếm sắc gươm dài, đêm lạnh thấu ra không khỏi rụng rời. Tự nhiên thình lình bật dậy, chạy về phía đại hán. Đại hán dáng người khôi vĩ, chỉ đi bộ thôi mà nàng chạy mãi mới theo kịp. Đại hán mỉm cười đáp: "Ta tưởng tiểu cô nương sợ ta." Chợt đại hán khựng lại, hình như có thứ gì làm y bối rối. Y hỏi: "Tiểu cô nương về đâu?" Mạc Yến buồn rầu đáp: "Tiểu nữ không biết." Đại hán lại mỉm cười: "Chắc dỗi cha dỗi mẹ bỏ nhà rồi." Nàng liền đáp: "Không phải, tiểu nữ muốn về Đại Lý." Đại hán bảo: "Từ đây về Đại Lý xa lắm, cô là con dân Đại Lý ư?" Yến tò mò hỏi: "Dạ, ân công đã bao giờ tới Đại Lý chưa?" Đại hán chậm rãi nói: "Chưa, nhưng chắc là rất đẹp." Mạc Yến lại nói: "Nếu ân công không chê, ta mời ngài tới đó chơi một chuyến." Đại hán lắc đầu: "Giờ thì không được, ta có chuyện phải làm. Phía trước có con đường lớn, chắc là sang đất Hoàng Lăng rồi. Đêm tối đi lại không tiện, ta sẽ dẫn cô tìm một quán trọ, ngày mai khởi hành cũng chưa muộn." Mạc Yến gật đầu. Trên đường đi nàng hỏi: "Ân công tên họ là gì? Xin cho tiểu nữ biết danh tính, để khắc ghi trong lòng." Đại hán ngưng vài giây rồi đáp: "Ta họ Tiêu." Yến nhoẻn miệng cười: "Nếu như tiểu nữ không lầm, ân công không phải người của Đại Tống." Đại hán ngạc nhiên nói: "Sao cô biết?" "Tại vì ở Đại Tống không có họ Tiêu." Cái câu nói hồn nhiên ấy như một mũi khoan xoáy vào lòng đại hán. Y hồi tưởng lại quãng thời gian 20 năm trước, một biến cố đã làm thay đổi cuộc đời của y. Y có tất cả rồi mất tất cả, mất tất cả rồi lại có tất cả, nhưng đến cuối cùng mọi thứ hóa thành hư không. Rốt cuộc ông trời phải chăng đang trêu đùa y? Đoàn Mạc Yến thấy đại hán không nói gì, cũng không dám hỏi thêm. Hai người cứ lặng lẽ xuyên qua màn đêm. Lúc này sắp tới một quán trọ, đại hán hỏi nàng còn tiền không, sau đó cất lời cáo biệt. Trước lúc đại hán đi, Yến liền thỏ thẻ: "Ân công, tiểu nữ biết ngài như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cái ơn nhỏ hôm nay ngài chắc cũng chẳng bao giờ để tâm, nhưng đối với tiểu nữ nó là một sự trân quý. Ngài có thể cho tiểu nữ biết mặt, để mai sau gặp nhau còn biết đường chào hỏi." Đại hán vốn không phải kẻ tùy tiện, nhưng thấy Yến mở lời, không có lý gì lại từ chối, liền đưa tay vén khăn che hất ngược về sau. Mạc Yến trông thấy khuôn mặt đại hán vô cùng oai phong lẫm liệt, trần đời chưa gặp bao giờ, trái tim cứ đập thình thịch. Đại hán đã đi xa rồi mà nàng vẫn còn bần thần, ngây ở đó một lúc rồi mới trả gót vào quán trọ. Đêm ấy đại hán kiếm tạm một gốc cây làm chỗ dừng chân. Sáng hôm sau, y lại tiếp tục tìm đường tới đất Hoa Trì. Nơi ấy có một chỗ gọi là Ngân Cung Bảo Giám, nằm sâu trong những con đường mòn hẻo hút. Trưa hôm nay, đại hán đang ngồi uống rượu với một tên thổ địa vùng này. Đường lúc ấy, trong quán có một đám người ăn mặc sang trọng bước vào. Tên thổ địa trỏ tay, thì thầm nói: "Người trẻ nhất chính là Bạch Giao Đình." Đại hán ngồi bên dưới nhìn lên, thấy hán tử ấy tầm 25-26, y phục diêm rúa. Cạnh hán có ba kẻ ai nấy mặt hếch lên đây vẻ bố đời. Chủ quán nghe tiểu nhị báo, đon đả chạy ra tiếp khách quý. Lão nở một nụ cười tươi như hoa, xăm xòe hỏi: "Bạch công tử hạ cố tới đây, thật là hân hạnh cho tiểu quán, không biết ngài muốn dùng gì ạ?" Một tên cận thần đáp: "2 cân dê nướng, nêm đủ chớ mặn,
một đĩa muỗng xào và bốn bình rượu ngon. Mau làm nhanh đi. Tên chủ quán dạ vâng rồi trở gót vào bếp. Chẳng bao lâu sau, chủ quán đã đích thân bưng đồ ra. Bỗng nhiên ở phía bàn bên có tiếng bát vỡ, kèm vài câu chửi tục. Một tiếng nói cất lên: con mẹ nó, lão chủ quán, vì sao bọn tao gọi đồ trước mà bàn bên kia lại đẹp sớm hơn? Lão chê bọn tao không có tiền trả, hay là chúng mồm vàng lưỡi bạc? Đám này cũng có bốn tên. Tên thì cởi trần, tên quấn khăn trên đầu, tên râu tóc xồm xoàm, riêng tên cầm đao có vẻ chỉn chu nhất. Lão chủ quán cả kinh, không biết nói câu gì. Rồi một thanh âm húng hắng đáp lại: chủ quán đem cho chúng ta trước thì sao? Người dám ý kiến ư? Bản bên đối đáp: sao lại không? Sống ở trên đời phải có lý lẽ, đừng có ỷ mạnh hiếp yếu. Núi cao còn có núi cao hơn. Người nghĩ ngân cung bảo giám là to nhất à? Ha ha, ngươi về hỏi thẳng chủ nhân của ngươi, ai là kẻ đứng đầu trong Tàng Long Phổ? Là ai? Có phải họ Bạch hay không? Tên cận thần tức quá, lửa giận phừng phừng rút kiếm nhảy sổ ra, chém đám kia xối xả. Tên cầm đao vung khí giới giả đỡ, nghe choang một tiếng, đao kiếm chạm nhau, ánh lửa văng đi thành một dải cam. Thủ hạ Bạch Gia loạn choạng xô bàn xô ghế. Kẻ sử đào nói: chó cậy nhà, Bạch Chính, nếu ngươi không dựa hơi Bạch Đề Chấn thì cái đầu chó nhà ngươi ta đưa một nhịp là rụng rồi. Bạch Giao Đình, ngươi được anh hùng thiên hạ ca tụng tuổi trẻ tài cao, chính trực nghĩa khí, thử nói vài câu phân xử xem nào. Bạch Giao Đình hừ lên một tiếng, lạnh lùng bảo: bổn công tử chỉ nghĩa khí với những kẻ ít mồm, còn đám các ngươi thì không cần. Đoạn hất tay một cái, một chiếc thìa sắt đã lao đi thật nhanh. Tên cầm trường đao biết định muốn giết mình, liền giương đao ra đỡ. Nghe choang một tiếng, thìa sắt đập vào sống đao, u lên một tiếng dài, khiến gã hơi chấn động. Chiếc thìa nhỏ gặp đao cứng, bị phản lực đẩy chếch sang bên mé hữu. Có một tiếng rú thảm thiết vang lên trong quán. Đồng bọn tên cầm đao bị chiếc thìa xuyên giữa trán, chết ngay tức khắc. Biến cố ấy thật đột ngột, tên cầm đao và hai người khác thấy huynh đệ mình bỏ mạng cũng xông lên ăn thua đủ. Lão chủ quán sợ quá, mồm thì khuyên can, chân thì chạy bán sống bán chết. Bấy giờ có tiếng quát to: dừng lại cho ta! Tiếng thét ấy như tiếng gọp gập, trong căn quán nhỏ không có chỗ thoát âm, chẳng khác tiếng sấm đánh vào chuồng đồng. Chấn lực vọng tới vọng lui, tạo nên một ngưỡng khí thật là kinh khủng. Chỉ nghe đồng loạt các cửa sổ, tranh chèo kệ gỗ bị bật tung gãy đổ. Đám người đang xô sát đầu váng mắt hoa, có kẻ phải nằm giạt ra đất, đến khi âm tan mới dám đứng lên. Tất cả nom nhìn đại hán đang ngồi, ánh mắt đầy vẻ hoang mang. Một tên cận thần của đình nói: ngươi là ai? Tên thổ địa xua tay lắp bắp: không phải tôi, tôi không gây ra chuyện này. Đoạn đứng dậy nép vào một góc. Tên cận thần tiến sát đại hán: ngươi là ai? Đại hán lạnh lùng bảo: cút! Ngươi dám bảo ta cút ư? Khốn kiếp! Tên ấy biết đại hán không phải tầm thường, vừa hỏi vừa sợ, nhưng thấy y ăn nói sỗ sược, không nhịn được tuốt kiếm chém thẳng vào đầu. Kiếm gã chém xuống thật nhanh, rõ ràng có ý đoạt mạng đại hán. Đại hán khéo léo làm sao, một chân vươn ra đạp chân gã, một tay đánh trúng trỏ phải. Tên cận thần khuỵu xuống, mũi kiếm bị hẫng trở ngược lên trên, xuyên thẳng trúng cổ họng. Gã chỉ kịp hự lên một tiếng. Bạch Giao Đình xót lắm, hắn nhún phát lên trên không trung, múa kiếm đâm tới. Đại hán cười nhạt,
Lăng không một chưởng, kiếm của Đinh còn cách ba thước, lập tức bị Kình Phong đẩy ra xa. Người hắn loạng choạng, nhưng hắn thân thủ phi phàm, chân đạp vào cột, tiếp tục vùng kiếm. Lần này đại hán phóng liền ba chưởng, hắn đều né được. Bấy giờ mũi kiếm của hắn sắp tới, đại hán giơ ngay chiếc ghế gỗ lên chắn. Lực kiếm của Bạch Sao Đình thật mạnh, mũi kiếm lại sắc bén, chiếc ghế dày chưa đầy hai đốt ngón tay làm sao ngăn nổi. Nghe phập một tiếng, nó xuyên qua thật ngọt. Ngặt nỗi kiếm đâm vào ghế rồi, lại không trúng đại hán. Đại hán tay như hai gọng kìm, hất mạnh ra một bên. Kiếm của Đình đâm vào thì dễ, nhưng rút ra khó hơn nhiều. Cả người hắn lạng đi theo chiều tay đại hán. Người hắn bắt đầu bị xoay, hắn buộc phải nhả khí giới, tức giận phóng ngay một chưởng xuống đỉnh đầu đại hán. Ngờ đâu lực đạo vừa nhả, cả người đại hán có tiếng rồng chu, khắp người ẩn hiện một luồng khí cuộn tròn. Bạch Giao Đình cả kinh, chưởng vừa ra vội thu về, chân điểm lùi lại ba bước ngược về sau, không dám manh động nữa. Hắn hậm hực quát cẩn thận, mang xác tên thủ hạ đã chết rời ngay ra khỏi đây. Lúc này trong quán đã chẳng còn mấy khách. Tên cầm đao tiến tới chắp tay nói: đa tạ tráng sĩ đã tương trợ, chúng tôi không biết lấy gì báo đáp, bữa ăn này xin để tôi mời. Đại hán cười thật to: không cần, ta thấy ngươi cũng là trang hảo hán, lại đây uống với ta vài ly. Tên cầm đao có vẻ ngạc nhiên, sai đồng bọn khiêng xác chết ra ngoài, mình gã ở lại ngồi với đại hán. Hai người chén tạc chén thù. Tên cầm đao giới thiệu: mình họ Ngưỡng, tên hai chữ Cử Đầu, là thủ lĩnh Cự Môn Bang. Gã hỏi danh tính đại hán. Đại hán không ngần ngại đáp: ta họ Tiêu, tên một chữ Phong, tuổi 51. Ngưỡng Cử Đầu liền thốt lên: ân công, ngài đã ngoài 50 rồi sao? Tại hạ cứ nghĩ ngài chỉ 30 là cùng. Người không tin ư? Hà hà, người năm nay bao nhiêu rồi? Tại hạ 39. Hay lắm, ta còn nhớ ở đất Tràng Lãng từng xảy ra một trận lũ lớn. Lúc ấy ta có dịp qua đây, thấy một vị lão anh hùng xả thân cứu người. Bấy giờ sóng to gió dữ, ông ta bị nước làm chìm thuyền. Ta vô cùng khâm phục, liền ra tay tương trợ, cứu ông ta một mạng. Người này tên Đoạn Cử Thương, nếu ngươi sinh trưởng ở đất Cam Túc thì không thể nào không biết. Nghe đến câu ấy, đột nhiên Ngưỡng Cử Đầu quỳ phục xuống, gã ngửa mặt lên nói: ân công, người đó chính là sư phụ tôi, hai chữ Cử Đầu cũng là do lão nhân gia đặt cho. Vậy sao? Nhà ngươi cứ ngồi vào chỗ đã. Ngưỡng Cử Đầu vẫn chưa hết kinh ngạc, gã lại nói tiếp: đúng rồi, đúng thật rồi. Ân sư từng nói có một năm đất Tràng Lãng chịu một trận lũ lớn chưa từng có, lão nhân gia suýt bị hồng thủy nuốt chửng, may được một đại hiệp cứu mạng. Chuyện này đã lâu lắm rồi, tại hạ giờ chỉ còn nhớ màng máng. Tiêu Phong liền hỏi: sư phụ ngươi dạo này vẫn mạnh giỏi chứ? Ngưỡng Cử Đầu thở dài đáp: chẳng dám giấu gì ân công, lão nhân gia đã tạ thế từ mấy năm trước rồi. Tiêu Phong cũng không hỏi gì thêm nữa, lại rót đầy chén cụng với gã. Đã lâu lắm rồi chàng không uống rượu, nay gặp được hảo nhân, liền thỏa sức men say. Đang lúc ngà ngà, Ngưỡng Cử Đầu mới hỏi, giọng nửa đùa nửa thật: ân công, tại hạ từng nghe khoảng hơn 20 năm trước, võ lâm Trung Nguyên nổi lên một nhân vật cái thế kiệt xuất, có tên là Tiêu Phong, là bang chủ cái bang. Nhưng vì thân thế ông ta là ngoại tộc, nên bị cái bang trục xuất. Về sau y tuy thân ở Liêu Quốc, mà lòng chẳng quên Đại Tống, đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ hòa bình hai nước. Tấm lòng Bồ Tát như thế thật đáng kính trọng, tại hạ rất mong một lần được bái kiến, đáng tiếc là không thể. Ngài trùng tên với y, tuổi ta cũng trùng với y, võ công
thiên hạ kỳ lạ thật đấy. Đoạn gã lẩm bẩm, chắc là không rồi, y ngã vực nhạn môn, làm sao có thể sống nổi. Đại hán nghe họ Ngưỡng nói thế, có vẻ trầm ngâm. Đại hán đích thực chính là Tiêu Phong, thế nhưng vì sao chẳng bị hung tiễn xuyên tâm, mũi không còn thở, tim cũng ngừng đập, lại có thể sống sót tới tận bây giờ. Bao nhiêu năm qua chàng đã ở đâu? Đã vậy hình dáng của chàng ngần ấy thời gian không hề bị thay đổi, tại vì sao? Lúc này Tiêu Phong nói, cuộc đời nhiều điều kỳ lạ lắm. Lần này ta tới vùng này không thông thuộc địa hình, nhờ huynh đệ chỉ dẫn giùm. Ngưỡng cử đầu có vẻ thích thú hỏi, ân công muốn đi đâu? Ngân cùng bảo giám. Họ Ngưỡng nói, ngài tới đó có việc chi? Vừa rồi chúng ta gây hấn với Bạch Giao Đình, e lũ nghiệp xúc ấy sẽ gây khó dễ. Tại hạ biết bản lĩnh của ân công long hổ không sánh bằng, nhưng dẫu sao khó địch quần hổ, chi bằng chẳng nên đi thì hơn. Tiêu Phong nhìn thẳng mặt Ngưỡng cử đầu hỏi, ngươi có sợ chết không? Ngưỡng cử đầu nghe cậu ấy vẻ cực kỳ bối rối, gã không biết trả lời sao cho phải. Chưa để gã cất tiếng, chàng đã nói, ta không sợ. Đoạn rót đầy chén rượu, uống cạn và cười hà hà. Mọi chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào, mời các bạn đón nghe tiếp tập 22 mang tựa đề Ơn Đền Oán Trả. Video của Đình Phong đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy like, đăng ký và ủng hộ mình nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.